Rồi, sau khi đã chúng ta đã có Gmail xác minh bảo mật, bây giờ chúng ta vào youtube.com ha. Chúng ta sẽ vào youtube.com này. Rồi, đây thị trường đã có kênh rồi. Ví dụ như các bạn đã có cái kênh kênh rồi thì bây giờ bạn muốn tạo kênh mới, chúng ta một phần cài đặt. Rồi, chúng ta sẽ tạo một cái kênh mới đây. Cái phần tạo kênh mới nó có ý nghĩa hết sức quan trọng các bạn nhé, hết sức quan trọng luôn đấy. Rồi, bây giờ Trường sẽ tạo một kênh mới này. Trường có một cái chiến thuật về tạo kênh như thế này, chia sẻ các bạn nhé. Một cái kênh của Trường á chỉ có từ 2 tới 3 cái video. Bạn lưu ý này, chỉ có từ 2 tới 3 cái video thôi, nhưng cái từ khóa đó nó lên top các bạn. Là cái từ khóa đâu ạ? Cái từ khóa ở đây này. Đã Trường có tải này về rồi đúng không? Để Trường xếp lại cho bạn thấy nhé. Đây, đây là cái mà chúng ta tải về đúng không ạ? Đây là một trong những cái tuyệt chiêu mà Trường áp dụng, nó rất là hiệu quả các bạn. Cái này thì tí là phần cái chuyện phần nhóm từ khóa thì từ Trường sẽ chia sẻ sau. Bây giờ chúng ta sẽ lưu lại một cái file hoàn chỉnh đi. Khi áo sơ mi đúng không? Các bạn làm nên nó gọn gàng rõ ràng mọi thứ, trường luôn laptop luôn này. Ok, xem đây, chiến lược nó sẽ rất là nhiều. Ví dụ như đây là những cái từ khóa thì Trường sẽ lấy những cái từ khóa đặt kênh, nó cụ thể là các bạn như thế này. Một kênh chính thì cách đặt như thế nào là Trường chia ra nhé, tại vì một kênh chính và hàng loạt các kênh phụ đó các bạn, hàng loạt kênh phụ. Đây, bắt đầu một chiến lược đầu tiên nhé, đầu tiên này. Ví dụ như kênh chính thì Trường sẽ gom như thế này, 2 4, ok, Trường lấy 4 cái thôi. Đây, ở đây đang là chiến lược về tạo kênh các bạn nhé, và hệ thống kênh đấy các bạn, nó rất là hay luôn đấy. Rồi, ví dụ những cái từ khóa mà có cái lượng tìm kiếm cao thế này này, Trường sẽ đặt cho nó một cái tên kênh chính nha. Ví dụ như Trường đặt là áo sơ mi năm đẹp. Về kênh chính thì Trường chỉ lấy là 2 từ khóa có cái lượng tìm kiếm cao nhất mà thôi, đúng không ạ? Ở đây là từ khóa đặt tên kênh nhé, đã nói về đặt tên kênh đấy các bạn. Thì hai từ khóa này, tại vì cái kênh chính tức là kênh tổng lực của chúng ta đấy, nó không thể nào mà cái kênh nó dài lòn thòn được thì nó rất là xấu đúng không ạ? Ở đây nếu có thể thì Trường sẽ đặt là áo sơ mi nam đẹp đúng không ạ, công sở Hàn Quốc 2008 luôn, nhưng mà Trường sẽ không làm như vậy đúng không ạ? Chỉ 2 từ có lượt tìm kiếm cao nhất thôi, áo sơ mi nam đẹp, ok đúng không ạ? Hiểu không ạ? Rồi, đây là một cái chính. Nếu mà trường tạo đây là một cái kênh chính thì Trường sẽ lấy cái tiêu đề là áo sơ mi nam đẹp, ok. Click vào tạo nha. Đây, tạo này. Rồi, như vậy là Trường đã có được một cái kênh, và bây giờ chúng ta cần gì ạ? Cần một cái video để up lên đúng không ạ? Nhưng khoan, các bạn này nói là cái đã đúng không ạ? Bây giờ đây là một cái kênh chính thì chúng ta chia sẻ toàn bộ, tức là tổng thể tất cả những cái video kênh của chúng ta đó. Rồi, chiến lược thứ hai tức là Trường sẽ dùng một cái Gmail khác, bạn lưu ý ạ. Tức là Trường sẽ có thể dùng tới là 10 thậm chí là 20 cái Gmail các bạn, tại vì mỗi một cái Gmail, bạn lưu ý này, mỗi một cái Gmail Trường chỉ tạo tối đa là 3 kênh, hiểu không ạ? 3 kênh, nhưng 3 kênh này là 3 kênh nói về áo sơ mi. Giả sử Trường tạo cái kênh này là Trường chia sẻ về áo sơ mi tổng thể đi đúng không ạ, và Trường tiếp tục tạo ra hàng loạt cái kênh khác cũng về áo sơ mi luôn, nhưng với từ khóa là khác. Đây, ví dụ Trường sẽ tạo một cái kênh là áo sơ mi nam Việt Tín. Đây, đây là một kênh. Thì
bằng cách là thế nào ạ? Trường sẽ mở một cái Gmail khác. Đây, trường sẽ gửi một cái Gmail khác. Và lỗi là cái cách này của trường á, trường chỉ cần là từ hai thậm chí là từ 2 tới 4 video là nó đã lên top rồi các bạn. Đây, ví dụ như trường sẽ tạo một cái kênh nữa đi ha, trường tạo một cái kênh này, click vào cài đặt để tạo kênh mới này. Ở đây trường sẽ tạo một kênh mới này. Đấy, tạo kênh luôn. Rồi. Ở đây trường sẽ tạo một cái kênh mới lấy tên gì ạ? À? Áo sơ mi nam Việt Tín chẳng hạn, đúng không? Thì trường sẽ tạo là lập tức nó ra một cái kênh thôi, nó y chang bên này, đúng không ạ? Thì cái kênh này bạn lưu ý này, cái kênh này kênh mới từ khóa rồi này là kênh vệ tinh. Tại vì đặc thù khi các bạn sale, các bạn là khi bạn up vào, các bạn tối ưu kênh này, các bạn up video này, thì cái kênh này nó rất là dễ lên top, nó còn dễ hơn cả video. Nó rất là mạnh các bạn, rất là mạnh, nó dễ lên, dễ hơn cả video rất là nhiều thứ luôn. Thì khi nó lên top thì sao ạ? Khi nó lên top thì những cái người sẽ xem cái video này, là cái video trong kênh này. Thường thì trường sẽ bot cái kênh mà trường tạo ra này các bạn, đúng không ạ? Tất nhiên ở trên đây là của đối thủ, đúng không ạ? Ở dưới đây thì đấy, cái kênh này trường tạo up 6 video, nhưng mà cũng mới đây thôi, tức là trường up mà 2 cái video thì cách đây mấy ngày, còn lại là đấy, thì đây là cách mà một kênh nó lên top đấy các bạn. Và trường sẽ làm rất là nhiều kênh, tức là gần như tạo kênh thì các bạn lưu ý là một cái Gmail các bạn có thể tạo được 500 kênh mà, đúng không ạ? Nhưng trường nói là một cái Gmail các bạn tạo 3 kênh thôi, phải SEO các bạn sẽ lấy những cái từ khóa mà có cái lượng tìm kiếm cao như thế này này, nói chung là phải vài ngàn chúng ta mới bỏ, đúng không ạ? Còn nếu có lực thì các bạn có thể tạo ra 100 cái Gmail chẳng hạn. Đối với những cái kênh mà vệ tinh nhỏ nhỏ thế này, thì chúng ta thật ra không cần cái Gmail mà ship được lâu năm đâu các bạn. Gmail chỉ nó tầm 6 tháng trở lên là có thể đánh được rồi. Các bạn tạo cho nó 3 4 kênh, là chỉ nói 3 kênh nhưng có thể tạo 4 kênh 5 kênh tùy các bạn, là mỗi một kênh là nó là một từ khóa và các bạn rộng cho nó vài cái video ở trong đấy. Thật ra khi các bạn làm video thì chúng ta tất nhiên làm nhiều rồi, thì có một cái chiến lược đó là bạn một cái video đấy các bạn có thể up lên rất là nhiều cái kênh các bạn. Nó cho phép, YouTube cho phép ha, chỉ cần chúng ta để ở chế độ CC, cái đó thì trường chia sẻ sau đi, tức là chúng ta tạo ra một video thôi nhưng mà chúng ta sẽ up cái video đó lên rất là nhiều kênh của chúng ta, đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta phải làm video mới để up lên cái kênh này đâu. Rồi, đây là cách trường dùng những cái từ khóa này làm kênh các bạn, để tạo cái kênh. Tất nhiên là trường phải tối ưu các kiểu rồi, mà tối ưu thì tí nữa trường sẽ chia sẻ. Các bạn đã hiểu cái ý này của trường chưa? Thường thì trường sẽ đánh vào, tức là những cái từ khóa mà để bỏ công mình đánh á, thì nó nằm tầm ít nhất là 1.500 tìm kiếm trở lên bạn, đúng không ạ? Nếu các bạn có lực, các bạn có thời gian thì các bạn có thể đánh đánh hết cũng được, tức là mỗi một từ khóa này các bạn làm một cái kênh này, rồi chúng ta vứt vào cho nó vài cái video, rồi chúng ta đi sell link các kiểu thì nó ở chiến thuật phần sau mình chia sẻ đấy. Nhưng đối với trường thì nằm ở tầm 1.500 trở lên thôi, chúng ta bỏ công chúng ta đánh. Tại vì khi mình sell được cái từ khóa này rất là dễ lên top này, thì chúng ta sẽ tiếp cận được một cái lượng là ví dụ như là cái từ áo sơ mi Việt Tín này đây, nó được 4.100 tìm kiếm mỗi tháng chẳng hạn. Thì có phải khi cái kênh này lên lên top thì có khả năng là chúng ta sẽ tiếp cận được khoảng 4.000 người này không, hiểu không? Đấy, đây là cách được gọi là trường không định nghĩa nó là cái gì cả, nhưng mà nó là một cái phương pháp được là rải kênh, rải từ khóa kênh các bạn, rải từ khóa kênh ha. Đó. Thì bằng cách này á,
các bạn sẽ rất là nhanh sẽ có được những cái video lên top. Vì sao ạ? Ban đầu á, kênh của các bạn mới á, thì cái video rất là khó để lên các bạn, lâu lên lắm. Thì làm sao để lên thì nó cần những yếu tố nào thì Trường sẽ chia sẻ các bạn sau. Nhưng mà để cho nó được được lên top ấy, thì nó cần cực kỳ nhiều các yếu tố, đúng không? Nhưng chúng ta tạo ra được một cái hệ thống kênh thế này, tại kênh các bạn thấy Trường đã tạo kênh rồi, nó chỉ có 1 phút là các bạn tạo ra một kênh rồi, chứ không tới 1 phút nữa, đúng không? Rồi và chúng ta sẽ tạo ra cực kỳ nhiều kênh luôn, và mỗi kênh như vậy thì chúng ta có video, chúng ta bóc cái video, chúng ta làm một cái video tổng này, tất cả cái video tổng để cho CC hết thì các bạn có thể share lên hàng loạt kênh này được, có lẽ gì cả. Rồi đó, các bạn thấy rất là nhiều từ khóa, thì mỗi một cái tại vì Trường đánh rất là nhiều cái lĩnh vực về 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 cái thời trang nữ. Nhưng mà nếu các bạn làm chuyên về một lĩnh vực như áo sơ mi không ấy, hoặc là cái gì áo khoác nam hay cái gì đó, thì các bạn chỉ cần tổng hợp, tức là tổng lực đánh những cái từ khóa mạnh thôi. Đấy, từ khóa mạnh ví dụ như là với những cái chủ đề này thì đánh từ đây cho lên thế này, đúng không? Đánh lên cổng thế này thì nó tạo như ra kênh thôi, như ra kênh là bình thường, đúng không? Nó chỉ có vài chục kênh thôi, có bình thường. Thì đặc thù của nó là nó sẽ lên top. Đây các bạn thấy là thông thường khi các bạn gõ một cái gì đó, ví dụ như là đồng trung niên chẳng hạn như vậy, thì các bạn thấy là kênh nằm top không? Kênh mạnh lắm các bạn, cực kỳ mạnh luôn. Mà tại vì cái kênh này nó được bổ sung video mỗi ngày này, nó được tối ưu top này, đúng không? Thì nó mạnh lắm, thường là khi các bạn gõ nó nằm top hết. Đấy, đúng không? Đấy, đó là cái cách mà trường chia sẻ. Vì đó, bởi vậy á, nên Trường với sử dụng những cái từ khóa này Trường đặt cho cái tên kênh luôn, đúng không? Ở đây là chúng ta đang nói là chúng ta bán hàng nha. Còn nếu các bạn làm thương hiệu thì cái kênh tổng đây này, tức là cái chúng ta sẽ có nhiều kênh mà, kênh tổng này các bạn nên đặt tên thương hiệu của mình với lại cái thứ gì ạ? Đặt tên, Trường chỉ các bạn đọc này. Một đó là tên thương hiệu cộng với lại từ khóa. Thứ hai là tên thương hiệu cộng với lại là tên sản phẩm. Các bạn lưu ý ha, đó là tùy tùy các bạn thôi. Nhưng để đánh về 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 thương hiệu á, thì chúng ta nên đặt thương hiệu ở đầu, đúng không? nên theo Trường đặt thương hiệu ở đầu, giống như 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 Trường thường lấy cái kênh đây, ví dụ như Trường lấy cái tên thương hiệu là Lê Văn Trường nhé ha. Đây thì các bạn thấy là bao giờ cái tên của mình vẫn đã đầu chưa, và cái tên kênh này nó rất là mạnh các bạn nhé. Ví dụ như là đây, Trường lên Google đi, Trường gọi Lê Văn Trường luôn này, không giỏi luôn, đại luôn ha. Thường á, bị lỗi các bạn, không giỏi được xem. Đấy, các bạn thấy không, thường là kênh YouTube nó sẽ nằm ở đầu các bạn ha, nó còn mạnh hơn cả cái thằng Wikimedia gì đấy nữa, đúng không? Đấy. Biết tới Facebook rồi, với tới cái gì đó, với tới website các kiểu, các bạn hiểu không ạ? Đúng không? Là cái kênh YouTube ấy, nó rất là mạnh, đúng không? Rất là mạnh khi các bạn mô tả đúng. Các bạn có phải là khi mà Trường gõ thế này đúng không? Thì có phải là cái kênh YouTube là cái kênh mà được tiếp xúc đầu tiên đúng không ạ? Còn những cái khác như thằng Wiki rất là mạnh này, nhưng mà nó vẫn không thể nào mà xếp trên cái kênh YouTube được, các bạn hiểu không ạ? Đấy. Và khi các bạn sell và thời gian đủ lâu á, đủ mạnh á, thì thường những cái kênh này này, khi các bạn ví dụ như là các bạn sell kênh về áo sơ mi nam đẹp chẳng hạn, thì lúc các bạn gõ ở trên Google này, nếu các bạn sell đủ mạnh đủ lâu nha, nó lên top Google luôn này các bạn. Bạn hiểu không ạ? Lên top Google luôn đấy. Thì cái chiến lược mà mang lại cho Trường rất là nhiều traffic mà chưa chia sẻ ở đâu hết, đó là sell hệ thống kênh.
Rồi, các bạn hiểu ý chưa không? Chúng ta chưa đi vào chiến thuật gì cả và cái chiến lược đầu tiên mà chúng ta đang đánh tới tên kênh, tên kênh và sale hệ thống kênh sử dụng từ khóa. Ở đây nếu nói về bán hàng thì chúng ta cứ sử dụng cái từ khóa luôn. Thường những ai xây dựng thương hiệu thì lớn cỡ như Vinamilk hay là Lazada hay gì đó thì họ có xây dựng thương hiệu kênh thôi, còn chúng ta bán hàng kiểu như nhỏ thì chúng ta cứ đọc từ khóa vào, theo Trường cứ đọc từ khóa vào là nó ok nhất. Đây rồi, đó là điều thứ nhất mà Trường chia sẻ với các bạn.